Bấy giờ, thiện tài đồng tử một lòng trái tiệm pháp môn huyễn trí của vị vua đó đắc được, suy ngẫm quán sát như huyễn của vị vua đó, quán sát pháp tánh như huyễn của vị vua đó, phát nguyện như huyễn, định pháp như huyễn, khắp nơi ba đời, tất cả như huyễn, khởi đủ thứ sự biến hóa như huyễn. Lúc đó, thiện tài đồng tử một lòng chánh niệm pháp môn trí huệ như huyễn của vua vô yểm túc đắc được, suy ngẫm pháp môn giải thoát như huyễn của vị vua đó, quán sát pháp tánh như huyễn của vị vua đó, phát đại nguyện như huyễn, thanh tịnh pháp như huyễn, khắp trong ba đời tất cả như huyễn, giáo hóa chúng sinh, khởi đủ thứ thần thông biến hóa như huyễn. Suy ngẫm như vậy, từ từ đi du hành, hoặc đến nhân gian, hoặc thôn xóm, hoặc đi qua hoang dã, hang hố hiểm nạn, không có mệt mỏi giải đãi, chưa từng ngừng nghỉ, sau đó mới đến đại thành Diệu Quang, bèn hỏi mọi người rằng, đại thành Diệu Quang ở đâu? Mọi người đáp rằng, đây là thành Diệu Quang, là chỗ ở của vua Đại Quang. Thiện tài đồng tử suy ngẫm như vậy, từ từ đi du hành về hướng Nam, hoặc đến thành ấp thôn xóm nhân gian, hoặc đi qua hoang dã hang hố hiểm nạn, những nơi đầy rẫy sải lang hổ báo ác thú vây quanh, nhưng thiện tài đồng tử không cảm thấy mệt mỏi mà giải đãi. Ngài vì pháp quên mình chưa từng ngừng nghỉ, sau đó mới đến đại thành Diệu Quang, bèn hỏi mọi người rằng, đại thành Diệu Quang ở đâu vậy? Mọi người đáp rằng, đây là thành Diệu Quang, ở đây cũng là chỗ ở của vua Đại Quang. Bấy giờ thiện tài đồng tử hoan hỉ vui mừng nghĩ như vậy, thiện tri thức của tôi ở trong thành này, nay tôi chắc sẽ được gặp ngài. Được nghe hạnh của các Bồ Tát tu hành, được nghe môn xuất yếu của Bồ Tát, được nghe pháp của các Bồ Tát chứng, được nghe công đức không thể nghĩ bàn của các Bồ Tát, được nghe sự tự tại không thể nghĩ bàn của các Bồ Tát, được nghe sự bình đẳng không thể nghĩ bàn của các Bồ Tát, được nghe sự dũng mãnh không thể nghĩ bàn của các Bồ Tát, được nghe cảnh giới không thể nghĩ bàn của các Bồ Tát rộng lớn thanh tịnh. Lúc đó thiện tài đồng tử hoan hỉ vui mừng bèn nghĩ như vậy, thiện trí thức của tôi ở trong thành này, hôm nay chắc tôi sẽ gặp được ngài. Được nghe hạnh của các Bồ Tát tu hành, được nghe pháp môn quan trọng thoát khỏi ba cõi của Bồ Tát, được nghe pháp của các Bồ Tát chứng đắc, được nghe công đức không thể nghĩ bàn của các Bồ Tát, được nghe sự tự tại không thể nghĩ bàn của các Bồ Tát, được nghe sự bình đẳng không thể nghĩ bàn của các Bồ Tát, được nghe sự dũng mãnh không thể nghĩ bàn của các Bồ Tát, được nghe cảnh giới không thể nghĩ bàn của các Bồ Tát rộng lớn thanh tịnh. Thành tên Diệu Quang bậc ở trước, hạnh vô trước là thuộc về Đại Bi Tăng Dần, vì khiến cho thiện tài đồng tử được vô trụ diệu huệ, Đại Quang biểu thị trí tử định đều có thể được, vì trong đại nguyện rộng lớn đều chiếu triệt. Hạnh thứ 8 này là hạnh nan đắc khó được, biểu thị hạnh này rất khó đắc được, phải có nguyện lực không chướng ngại mới có thể đắc được. Nghĩ như vậy rồi đi vào thành Diệu Quang, thấy đại thành đó làm bằng vàng bạc lưu ly, pha lê, trân châu, sa cử, mã não, bảy báu, hào sâu bằng bảy báu, bảy lớp bao quanh, nước có tám thứ công đức đầy rẫy trong đó, đáy ao dài cát vàng, hoa yêu bát la, hoa bà đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi đầy khắp trong ao. Cây báu đà la bảy lớp thẳng hàng, bảy lớp kim cang, dùng làm tường rào bao bọc chung quanh, đó là tường rào kim cang sư tử quang minh. Tường rào kim cang vô năng siêu thắng, tường rào kim cang không thể trở hoại, tường rào kim cang không thể hủy khuyết, tường rào kim cang kiên cố vô ngại, tường rào kim cang thắng diệu võng tạng, tường rào kim cang ly trần thanh tịnh. Đều dùng vô số báu mani đẹp, xen lẫn trang nghiêm đủ thứ các báu làm các tường thấp. Thiện tài đồng tử nghĩ như vậy rồi, bèn đi vào thành Diệu Quang, thấy đại thành đó làm bằng vàng bạc lưu ly, pha lê, trân châu, sa cử, mã não, bảy báu hợp thành, có hào sâu làm bằng bảy báu, bảy lớp bao quanh, nước có tám thứ công đức đầy rẫy trong đó, đáy ao đó dài cát vàng, có hoa yêu bát la, hoa sen xanh, hoa ba đầu ma, hoa sen hồng, hoa câu vật đầu, hoa sen vàng, hoa phân đà lợi, hoa sen trắng đầy khắp trong ao đó, có cây báu đa la bảy lớp thẳng hàng, có bảy lớp kim cang dùng làm tường rào bao bọc chung quanh, đó là tường rào kim cang sư tử quang minh, tường rào kim cang vô năng siêu thắng, tường rào kim cang không thể trở hoại, tường rào kim cang không thể hủy khuyết, tường rào kim cang kiên cố vô ngại, tường rào kim cang thắng diệu võng tạng, tường rào kim cang ly trần thanh tịnh. Đều dùng vô số báu mani đẹp xen lẫn trang nghiêm, lại có đủ thứ các báu làm các tường thấp vây quanh thành Diệu Quang đó. Có người nói thiện tài đồng tử ở chỗ Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi chẳng những đã khai ngộ rồi chăng?
Vâng, ngài đã khai ngộ rồi, bất quá khai ngộ có đủ thứ sự khác biệt, chẳng phải khi khai ngộ thì liền chứng quả Phật. Khai ngộ rồi vẫn phải riêng cầu Phật Pháp, phát tâm đại bồ đề, gần gũi thiện tri thức. Chẳng phải giống như một số người chúng ta chẳng khai ngộ mà nói đã khai ngộ, còn chẳng chịu gần gũi thiện tri thức, cho nên ở đây có sự khác biệt khá lớn. Người tu hành thì lúc nào cũng phải sinh tu giới định huệ, lúc nào cũng tiêu diệt tham sân si, lúc nào cũng đều muốn gần gũi thiện tri thức. Có người lại hỏi, thiện tài đồng tử tất nhiên đã khai ngộ, tại sao còn phải đi tìm thiện tri thức? Vì ngài giới thiệu cách thức cho chúng ta, kêu chúng ta đừng có được ít cho là đủ, và không được có tâm cống cao ngã mạn, lúc nào cũng đều phải gần gũi thiện tri thức, không thể tự mãn, không thể coi mình cao hơn bất cứ ai, là số một của thế giới. Đó đều là thị hiện dạy chúng ta làm thế nào đi tìm cầu Phật Pháp, làm thế nào đi cầu thiện tri thức. Ngài e rằng chúng ta không đủ sự hiểu biết nên mới đi tham bái năm ba vị thiện tri thức như thế. Mỗi vị thiện tri thức đều giới thiệu cho ngài một vị thiện tri thức để ngài đi. Vì thiện tri thức biết ngài phải học pháp gì nên giới thiệu cho ngài vị thiện tri thức nào, kêu ngài đến gần gũi. Kỳ thật thiện tri thức cũng chẳng phải chỉ có 53 vị mà là nhiều vô lượng vô biên, bất quá thiện tài đồng tử chỉ gặp 53 vị. Thành đại quang đó rộng lớn 10 do tuần, chu vi 8 hướng, có 8 cửa thành đều dùng 7 báu để nghiêm sức, tí lưu ly báu dùng làm đất, đủ thứ sự trang nghiêm rất đáng ưa thích. Trong thành đó có 10 ức con đường, mỗi con đường đều có vô lượng vạn ức chúng sinh ở. Thành đại quang đó từ nam tới bắc, từ đông sang tây, rộng lớn 10 do tuần, chu vi 4 mặt 8 hướng, mỗi hướng đều có một cửa thành. Tổng cộng có 8 cửa thành, đều dùng 7 báu để nghiêm sức, tiểu ly ly báu dùng làm mặt đất. Trong thành đó có đủ thứ sự trang nghiêm rất đáng ưa thích, khiến cho người nhìn thấy đi rồi quên trở về. Trong thành đại quang đó có 10 ức con đường, mỗi con đường đều có vô lượng vạn ức chúng sinh ở, có vô số lầu cát vàng diêm phủ đề, lưới tỷ lưu ly mani che phủ phía trên, vô số lầu cát bạc, lưới chân châu đỏ mani che phủ phía trên, vô số lầu cát tỷ lưu ly, lưới diệu tạng mani che phủ phía trên, vô số lầu cát pha lê, lưới vô cấu tạng mani vương che phủ phía trên, vô số lầu cát quang chiếu thế gian mani báu, lưới nhật tạng mani vương che phủ phía trên, vô số lầu cát đế thanh mani báu, lưới diệu quang mani vương che phủ phía trên, vô số lầu cát chúng sinh hải mani vương, lưới diệm quang minh mani vương che phủ phía trên, vô số lầu cát kim cang báu, lưới vô năng thắng tràng mani vương che phủ phía trên, vô số lầu cát hắc trên đàn, lưới hoa trời mạn đà la che phủ phía trên, vô số lầu cát vô đẳng hương vương, lưới đủ thứ hoa che phủ phía trên. Trong thành đại quang đó có vô số lầu cát vàng diêm phủ đề làm thành, lưới tỷ lưu ly mani che phủ phía trên, vô số lầu cát bạc làm thành, lưới chân châu đỏ mani che phủ phía trên, vô số lầu cát tỷ lưu ly làm thành, lưới diệu tạng mani che phủ phía trên, vô số lầu cát pha lê làm thành, lưới vô cấu tạng mani vương che phủ phía trên, vô số lầu cát quang chiếu thế gian mani báu làm thành, lưới nhật tạng mani vương che phủ phía trên, vô số lầu cát đế thanh mani báu làm thành, lưới diệu quang mani vương che phủ phía trên, vô số lầu cát chúng sinh hải mani vương làm thành, lưới diệm quang minh mani vương che phủ phía trên, vô số lầu cát kim cang báu làm thành, lưới vô năng thắng tràng mani vương che phủ phía trên, vô số lầu cát hắc trên đàn làm thành, lưới hoa trời mạn đà la che phủ phía trên, vô số lầu cát vô đẳng hương vương làm thành, lưới đủ thứ hoa che phủ phía trên. Trong thành đó lại có vô số lưới mani, vô số lưới linh báu, vô số lưới hương trời, vô số lưới hoa trời, vô số lưới hình báu, vô số lưới y chướng báu, vô số lọng chướng báu, vô số lầu cát chướng báu, vô số chuỗi hoa chướng báu che phủ, nơi nơi đều kiến lập lọng tràng phan báu. Ở giữa thành đó có một lầu cát tên là Chánh Pháp Tạng, dùng A Tăng Kỳ báu để trang nghiêm, ánh sáng rực rỡ, đẹp nhất, không gì sánh bằng. Chúng sinh nào nhìn thấy, tâm cũng không nhàm chán. Vua đại quang đó thường ở trong lầu này. Trong thành đại quang đó lại có vô số lưới mani, vô số lưới linh báu, vô số lưới hương trời, vô số lưới hoa trời, vô số lưới hình báu, vô số lưới y chướng báu, vô số lọng chướng báu, vô số lầu cát chướng báu, vô số chuỗi hoa chướng báu che phủ, nơi nơi đều kiến lập lọng tràng phan báu. Ở giữa thành đó có một lầu cát tên là Chánh Pháp Tạng,
dùng A Tăng Kỳ báu để trang nghiêm ánh sáng rực rỡ, đẹp nhất không gì sánh bằng. Chúng sinh nào nhìn thấy, tâm cũng không cảm thấy nhàm chán. Vua Đại Quang đó thường ở trong lầu các đó. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử, đối với tất cả châu báu và tốt đẹp đó, cho đến cảnh giới nam nữ sáu trần đều không ái trước, chỉ chân chánh suy ngẫm pháp rốt ráo, một lòng nguyện muốn gặp thiện tri thức. Lúc đó Thiện Tài đồng tử đối với tất cả châu báu và tốt đẹp đó, cho đến cảnh giới nam nữ sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp đều không tham ái chấp trước. Ngài chỉ chân chánh suy ngẫm pháp rốt ráo, trong tâm chẳng bị ngoại trần lay chuyển, một lòng nguyện muốn gặp được thiện tri thức. Thiện Tài đi từ từ, bèn thấy vua Đại Quang ở giữa ngã tư đường, cách lầu các chỗ vua ở không xa, ngồi trên tòa sư tử như ý, mani bảo liên hoa tạng rộng lớn trang nghiêm, chân tòa làm bằng báu lưu ly tía, dây vàng làm trướng, các báu làm lưới, y trời tốt đẹp dùng làm bồ đoàn, để vua ngồi kết giả trên đó. Vua đó có 28 tướng đại nhân và 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân, như núi vàng thật, ánh sáng rực rỡ, như mặt trời trên không, oai quang chói mắt, như mặt trăng tròn đầy, ai thấy cũng mát mẻ, như vua Phạm Thiên ở trong Phạm Chúng, cũng như biển cả, công đức pháp bảo không có bờ mé, cũng như núi tuyết, rừng cây tướng tốt dùng đẻ, nghiêm sức, cũng như mây lớn hay trấn pháp lôi để cảnh tỉnh mọi loài, cũng như hư không hiển hiện đủ thứ pháp môn tinh tượng, như núi Tu Di, bốn màu khắp hiện trong biển tâm chúng sinh, cũng như châu báu đủ thứ trí báu đầy rẫy trong đó. Thiện Tài đi từ từ, bèn thấy vua Đại Quang ở giữa ngã tư đường, cách đầu các chỗ vua ở không xa. Ngã tư đường là biểu thị vua Đại Quang, dùng bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả, dùng bốn pháp nhiếp, bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự, nhiếp thọ chúng sinh. Đây là trung tâm điểm của tất cả con đường, như đá nam châm nhiếp thọ mười phương chúng sinh, đến cầu Phật Pháp. Ngài ngồi trên tòa sư tử như ý mani bảo liên hoa tạng rộng lớn trang nghiêm, chân tòa làm bằng báu lưu ly tía, dây vàng làm trướng, các báu làm lưới báu, y trời tốt đẹp dùng làm bồ đoàn. Tòa sư tử để vua Đại Quang ngồi kiết già trên tòa sư tử đó. Vua đó có 28 tướng đại nhân và 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân. Đức Phật có 32 tướng tốt, vì vua Đại Quang chưa hoàn toàn đạt đến quả vị viên mãn nên chỉ có 28 tướng. Ngài giống như núi vàng thật, phóng ra ánh sáng rực rỡ. Ngài lại giống như mặt trời trên không, oai quang chói mắt. Ngài lại giống như mặt trăng tròn đầy mùa thu, ai thấy cũng cảm thấy mát mẻ. Giống như vua Phạm Thiên vừa trội tất cả phạm chúng. Lại giống như biển cả, công đức pháp bảo của Ngài không có bờ mé. Lại giống như núi tuyết, rừng cây tướng tốt dùng đẻ nghiêm sức. Lại giống như mây lớn, hai trấn pháp lôi để cảnh tỉnh mọi loài. Lại giống như hư không hiển hiện đủ thứ pháp môn tinh tượng. Lại giống như núi Tu Di trong biển, hay phản ánh chung quanh bốn đại châu. Vua Đại Quang cũng như thế, hay dùng bốn màu sắc. Đây là chỉ bốn giai cấp ở Ấn Độ: một Bà La Môn, hai Sát Đế Lợi, ba Thủ Xá, bốn Thủ Đà La, khắp hiện trong biển tâm chúng sinh. Lại giống như châu báu chứa đựng đủ thứ trí huệ báu đầy rẫy trong đó. Và trước tòa sư tử của vua có các khối châu báu vàng bạc lưu ly, mani, chân châu, san hô hổ phách, kha bối bích ngọc, y phục chuỗi ngọc và các thức ăn uống vô lượng vô biên, đủ thứ đầy rẫy. Lại thấy vô lượng trăm ngàn vạn ước xe báu tốt đẹp, trăm ngàn vạn ước chư thiên kỹ nhạc, trăm ngàn vạn ước các diệu hương trời, trăm ngàn vạn ước thuốc thang và đồ tư xanh. Tất cả như vậy thảy đều chân quý tốt đẹp, vô lượng bò sữa móng sừng màu vàng thật, vô lượng ngàn ước người nữ đoan chánh dùng chiên đàn thượng diệu để thoa thân, y trời chuỗi ngọc đủ thứ trang nghiêm, tinh thông 64 nghề, việc đời lễ tiết thảy đều hiểu biết, tùy tâm chúng sinh mà thí cho. Bên lề ngã tư đường đều để tất cả đồ tư xanh. Ở trước tòa sư tử của vua Đại Quang có các khối châu báu vàng bạc lưu ly, mani, chân châu, san hô hổ phách, kha bối ngọc bích tụ lại với nhau, y phục chuỗi ngọc và các thức ăn uống thượng hạng, vô lượng vô biên đủ thứ đầy rẫy trước tòa. Lại thấy vô lượng trăm ngàn vạn ước xe báu tốt đẹp, trăm ngàn vạn ước chư thiên kỹ nhạc, trăm ngàn vạn ước các diệu hương trời, trăm ngàn vạn ước thuốc thang và đồ tư xanh, đủ thứ tất cả vật chất như vậy thảy đều chân quý tốt đẹp. Lại có vô lượng bò sữa móng sườn của chúng màu vàng thật, lại có vô lượng ngàn ước người nữ đoan chánh, họ đều dùng hương trên đàn thượng diệu để thoa thân, thân mặc y trời và mang chuỗi ngọc, đủ thứ sự trang nghiêm, họ còn tinh thông 64 nghề, chẳng việc gì mà không biết. Đối với việc đời quy tắc thảy đều hiểu biết, họ đều tùy tâm mong cầu của chúng sinh mà bố thí cho.
bên lề ngã tư đường trong thành Đại Quang đều để đầy rẫy tất cả đồ tư xanh. Bên mỗi lề đường đều có 20 ức Bồ Tát đem các vật đó thí cho chúng sinh. Bên mỗi lề đường đều có 20 ức Bồ Tát đem các đồ vật tư xanh đó bố thí cho chúng sinh, vì muốn nhiếp khắp chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh hoan hỷ, vì khiến cho chúng sinh hớn hở, vì khiến cho chúng sinh tâm được thanh tịnh, vì khiến cho chúng sinh được mát mẻ, vì diệt phiền não của chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh biết tất cả nghĩa lý, vì khiến cho chúng sinh vào được đạo nhất thiết trí, vì khiến cho chúng sinh bỏ tâm oán địch, vì khiến cho chúng sinh lìa thân lời ác, vì khiến cho chúng sinh dứt trừ được các tà kiến, vì khiến cho chúng sinh tịnh các nghiệp đạo. Vì vua Đại Quang đó muốn nhiếp thọ khắp chúng sinh, vì muốn khiến cho chúng sinh sinh tâm hoan hỷ, chúng ta tu hành là muốn lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng sinh hoan hỷ, chẳng phải khiến cho chúng sinh phiền não. Đừng não hại chúng sinh, điểm này các vị phải đặc biệt chú ý. Vì muốn khiến cho chúng sinh vui mừng hớn hở, vì muốn khiến cho chúng sinh tâm được thanh tịnh, vì muốn khiến cho chúng sinh được mát mẻ, vì diệt phiền não của hết thảy chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh biết tất cả nghĩa lý, vì khiến cho chúng sinh vào được đạo nhất thiết trí, vì khiến cho chúng sinh bỏ tâm oán địch, vì khiến cho chúng sinh lìa thân lợi ý bao nghiệp ác, vì khiến cho chúng sinh dứt trừ các tà tri tà kiến. Chúng ta người tu đạo nên nhớ đừng có tâm tà tri tà kiến, phải đầy đủ tâm chánh tri chánh kiến. Tà tri tà kiến sẽ làm cho bạn đọa lạc, chánh tri chánh kiến khiến cho bạn thăng lên. Thế nào là tà tri tà kiến? Tức là tâm dâm dục của mình quá nặng hoặc tướng ta quá sâu. Tóm lại, người tu hành nhất định phải có chánh tri chánh kiến. Gì là chánh tri chánh kiến? Tức là hãy nhận thật lỗi mình, đừng nói lỗi người khác. Lỗi người tức lỗi mình, đồng thể gọi đại bi. Đó là chánh tri chánh kiến. Đó cũng vì khiến cho chúng sinh thanh tịnh ba nghiệp, thành tựu nghiệp thiện. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử năm thể xa đất đảnh lễ vua Đại Quang, cung kính đi nhiễu bên phải, trải qua vô lượng vòng, chắp tay đứng mà bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Còn nghe Đức Thánh khéo dạy dỗ, xin hãy vì con mà nói. Lúc đó Thiện Tài đồng tử hướng về vua Đại Quang năm thể sát đất đảnh lễ vua Đại Quang, sau đó cung kính đi nhiễu bên phải, trải qua vô lượng vòng, rồi chắp tay đứng mà bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con được vua Vô Yểm Túc giới thiệu với con, nói Đức Thánh ngài khéo dạy dỗ, xin hãy vì con mà nói. Bấy giờ vua Đại Quang bảo rằng: Thiện nam tử, ta tịnh tu chàng hạnh Bồ Tát Đại Từ, ta đầy đủ chàng hạnh Bồ Tát Đại Từ. Thiện nam tử, ta ở chỗ các đức Phật nhiều vô lượng trăm ngàn vạn ước, cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết, thưa hỏi pháp này, suy ngẫm quán sát, tu tập trang nghiêm. Lúc đó vua Đại Quang bảo Thiện Tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, ta thanh tịnh tu hành chàng hạnh Bồ Tát Đại Từ, ta đã đầy đủ chàng hạnh Bồ Tát Đại Từ. Thiện nam tử, ta ở chỗ các đức Phật nhiều vô lượng trăm ngàn vạn ước, cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết, thưa hỏi pháp này, suy ngẫm quán sát, tu tập trang nghiêm pháp môn này. Thiện nam tử, ta dùng pháp này làm vua, dùng pháp này giáo huấn, dùng pháp này nhiếp thọ, dùng pháp này tùy theo thế gian, dùng pháp này dẫn dắt chúng sinh, dùng pháp này khiến chúng sinh tu hành, dùng pháp này khiến chúng sinh hướng nhập, dùng pháp này ban cho chúng sinh phương tiện, dùng pháp này khiến chúng sinh huân tập, dùng pháp này khiến chúng sinh khỏi hạnh, dùng pháp này khiến chúng sinh an trụ, suy ngẫm tự tánh các pháp, dùng pháp này khiến chúng sinh an trụ tâm từ, dùng từ làm chủ, đầy đủ sức từ. Thiện nam tử, ta dùng pháp Bồ Tát Đại Từ chẳng hạnh này làm vua, dùng pháp này giáo huấn tất cả chúng sinh, dùng pháp này nhiếp thọ tất cả chúng sinh, dùng pháp này tùy theo hết thảy chúng sinh thế gian, dùng pháp này dẫn dắt chúng sinh, dùng pháp này khiến chúng sinh tu hành, dùng pháp này khiến chúng sinh hướng nhập Bồ Tát đạo, dùng pháp này ban cho chúng sinh phương tiện, dùng pháp này khiến chúng sinh huân tập tất cả Phật pháp, dần dần thấu hiểu mà có sự thành tựu, không ai có thể trong một đêm hoàn toàn minh bạch đạo lý trong Phật pháp. Tu tập Phật pháp phải có tâm nhẫn nại, tâm ý chí, tâm kiên thành và lời dạy của thiện tri thức. Ta lại dùng pháp này khiến chúng sinh sinh khỏi tu hành hạnh Bồ Đề, dùng pháp này khiến chúng sinh an trụ suy ngẫm tự tánh các pháp, dùng pháp này khiến chúng sinh an trụ tâm từ, dùng từ bi làm chủ, đầy đủ sức từ bi. Như vậy, khiến cho trụ tâm lợi ích, tâm an lạc, tâm ai mẫn, tâm nhiếp thọ, tâm thủ hộ chúng sinh không xả lìa, tâm cứu khổ chúng sinh không ngừng nghỉ. Ta dùng pháp này khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo an vui, luôn tự vui thích,
thân không có các khổ, tâm được mát mẻ, dứt ái sinh tử, ưa vui chánh pháp, rửa ra phiền não, phá nghiệp chướng ác, tuyệt dòng sinh tử, vào biển chân pháp, dứt hẳn các cõi, cầu nhất thiết trí, tịnh các biển tâm, sinh tin bất hoại. Thiện nam tử, ta đã trụ tràng hạnh đại tử này, hay dùng chánh pháp giáo hóa thế gian. Thiện nam tử, tất cả chúng sinh trong cõi nước này đều ở chỗ ta, không có sợ hãi. Như vậy, ta khiến cho chúng sinh trụ tâm lợi ích, tâm an lạc, tâm ai mẫn, tâm nhiếp thọ, tâm thủ hộ chúng sinh không xả lìa, tâm cứu khổ chúng sinh không ngừng nghỉ. Ta dùng pháp này khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo được an vui, luôn tự sinh ra sự vui thích mà không cần tìm cầu duyên bên ngoài khiến cho mình an vui, khiến cho thân chúng sinh không có các bệnh khổ, tâm được mát mẻ, đoạn trừ dòng ái dục sinh tử. Vì ái dục khiến cho chúng sinh lưu truyền ở trong sinh tử luân hồi, vĩnh viễn không có ngày ra, bị phiền não thống khổ ràng buộc mà không được giải thoát. Do đó có câu: thọ khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Mà ưa thích vui chánh pháp, rửa dơ phiền não, phá trừ tất cả nghiệp chướng ác, tuyệt dòng sinh tử, vào biển pháp chân thật tướng, dứt hẳn các cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, cầu nhất thiết trí huệ, thanh tịnh các biển tâm, sinh ra niềm tin bất hoại. Thiện nam tử, ta đã trụ tràng hạnh đại tử này, hay dùng chánh pháp giáo hóa hết thảy chúng sinh thế gian. Thiện nam tử, tất cả chúng sinh trong cõi nước của ta đây, họ đều ở trong đạo tràng của ta, không có sợ hãi, rất bình an, không có phiền não và lo âu. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh bần cùng, khốn khổ, thiếu thốn, đến chỗ của ta mà có sự mong cầu, thì ta mở kho tàng tùy ý họ lấy mà bảo họ rằng: đừng làm các điều ác, đừng hại chúng sinh, đừng khởi các kiến, đừng sinh chấp trước. Các người nghèo thiếu, nếu mong cầu gì hãy đến chỗ ta và ngã tư đường, tất cả các đồ vật đủ thứ đầy đủ tùy ý mà lấy, chớ sinh hoài nghi. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh bần cùng, khốn khổ, thiếu thốn vật chất đến chỗ của ta mà có sự mong cầu, thì ta mở kho tàng tùy ý họ lấy, sau đó bảo họ rằng: các vị, đừng làm các điều ác, đừng giết hại chúng sinh, đừng khởi tất cả tà tri tà kiến, đừng sinh ra mọi sự chấp trước. Nếu các ngươi nghèo thiếu, nếu mong cầu vật chất gì, hãy đến chỗ ta và ngã tư đường, ở đó đầy đủ tất cả vật chất, tùy ý các vị muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, đừng sinh hoài nghi, đừng có sợ hãi. Đó là vua đại quang dùng tài thí để nhiếp thọ chúng sinh. Thiện nam tử, chúng sinh ở trong thành diệu quang này đều là Bồ Tát phát tâm đại thừa, tùy tâm mong muốn chỗ thấy khác nhau, hoặc thấy thành này nhỏ hẹp, hoặc thấy thành này rộng lớn, hoặc thấy thành này đất cát dùng làm mặt đất, hoặc thấy các báu dùng để trang nghiêm, hoặc thấy đống đất dùng làm tường vách, hoặc thấy tường báu bao bọc chung quanh, hoặc thấy đất đai rất nhiều ngói đá cao thấp chẳng bằng phẳng, hoặc thấy vô lượng đại mani báu xen lẫn trang nghiêm bằng phẳng như lòng bàn tay, hoặc thấy nhà cửa làm bằng đất gỗ, hoặc thấy điện đường và các lầu các thềm bậc cửa nẻo lan can, tất cả như vậy đều là báu đẹp. Thiện nam tử, chúng sinh ở trong thành diệu quang này đều là hóa thân của Bồ Tát, các ngài đều phát tâm đại thừa, tùy tâm mong muốn của các ngài, thấy cảnh giới cũng khác nhau, hoặc có người thấy thành đại quang này nhỏ hẹp vì tâm lượng của họ nhỏ hẹp, hoặc có người thấy thành đại quang này rộng lớn vì tâm lượng của họ rộng lớn, hoặc có người thấy thành này dùng bùn đất cát đá làm mặt đất, hoặc thấy thành này dùng các báu để trang nghiêm, hoặc thấy đống đất dùng làm tường vách, hoặc thấy tường dùng bảy báu bao bọc chung quanh. Lần này đả Phật thất là siêu độ những người chết bởi phi tai hoành họa mười phương ba đời tận hư không khắp pháp giới. Ví như bị xe tông chết là một cách chết không bình thường, bị nước ngập chết như những người Việt Nam đi vượt biên bị chết trên biển, bị chìm thuyền chết mấy ngàn người, đây đều gọi là tai nạn. Hoặc uống thuốc độc tự sát mà chết cũng gọi là tai nạn. Đả Phật thất kỳ này là vì siêu độ họ, trợ giúp cho họ được vãng sinh về thế giới cực lạc. Cho nên khi đả Phật thất, mọi người phải chuyên nhất niệm Phật, chuyên nhất một lòng, đừng có cứ khởi vọng tưởng, cũng đừng có nói chuyện thị phi. Phật thất kỳ này, mọi người hãy đem chân tâm của mình ra để làm việc này. Hoặc có người thấy đất đai thành đại quang dùng ngói đá làm thành cao thấp chẳng bằng phẳng. Hoặc có người thấy thành đại quang này có vô lượng đại mani báu xen lẫn trang nghiêm bằng phẳng như lòng bàn tay. Hoặc có người thấy thành này nhà cửa làm bằng đất gỗ. Hoặc có chúng sinh thấy điện đường và các lầu các thềm bậc cửa nẻo lan can. Tất cả như vậy đều làm bằng báu đẹp.
thiện nam tử. Nếu có chúng sinh tâm thanh tịnh thì đã từng trồng căn lành cúng dường chư Phật, phát tâm hướng về đạo nhất thiết trí, dùng nhất thiết trí làm nơi rốt ráo. Và khi xưa lúc ta tu Bồ Tát hạnh đã được nhiếp thọ, họ sẽ thấy thành này các báu nghiêm tịnh, còn những người khác đều thấy dơ bẩn. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh tâm thanh tịnh thì quá khứ đã từng trồng căn lành cúng dường chư Phật, phát tâm hướng về đạo nhất thiết trí, dùng nhất thiết trí làm nơi quy về rốt ráo. Và khi xưa lúc ta tu Bồ Tát hạnh đã được nhiếp thọ chúng sinh, họ sẽ thấy các báu trang nghiêm trong thành đại quang này, còn những người khác đều thấy đất gỗ, ngói đá, vật dơ bẩn trong thành này. Thiện nam tử, tất cả chúng sinh trong cõi nước này vào đầy ác năm trược, ưa thích làm các điều ác, tâm ta thương xót họ, muốn cứu độ họ, nhập vào Bồ Tát đại từ làm đầu, tùy thuận môn tam muội thế gian. Khi nhập tam muội này thì các chúng sinh đó hết thảy tâm sợ hãi, tâm não hại, tâm oán địch, tâm tranh luận, các tâm như vậy đều tự tiêu diệt. Tại sao? Vì nhập vào Bồ Tát đại từ làm đầu, tam muội thuận đời, pháp này như vậy. Thiện nam tử, hãy đợi chốc lát, tự mình sẽ hiện thấy. Thiện nam tử, tất cả chúng sinh trong cõi nước này vào đầy ác năm trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, ưa thích làm các điều ác, điên đảo thị phi, chẳng rõ trắng đen, tâm ta từ bi thương xót họ, muốn cứu độ tất cả chúng sinh, nhập vào Bồ Tát đại từ làm đầu, tùy thuận môn tam muội của tất cả chúng sinh thế gian. Khi tôi nhập vào tam muội này thì các chúng sinh đó hết thảy tâm sợ hãi, tâm não hại người khác, tâm oán thù kiều địch, tâm tranh luận, đủ thứ các tâm ác như vậy hoàn toàn đều tự tiêu diệt sạch. Tại sao? Vì nhập vào Bồ Tát đại từ làm đầu, tam muội thuận đời, pháp này như vậy. Thiện nam tử, ngươi hãy đợi chốc lát, nay ta sẽ vì ngươi thị hiện cảnh giới này, ngươi sẽ minh bạch. Bấy giờ vua Đại Quang liền nhập định này, trong ngoài thành đó sáu thứ chấn động, các đất báu, tường báu, nhà báu, điện báu, đền đài, lầu cát, thềm bậc cửa nẻo, tất cả như vậy đều vang ra diệu âm, đều hướng về nhà vua khom mình cung kính. Hết thảy mọi người ở trong thành Diệu Quang đồng thời đều hoan hỉ vui mừng, đều hướng về nhà vua cúi mình đảnh lễ. Thôn xóm thành ấp, tất cả dân chúng đều đến gặp vua hoan hỉ kính lễ. Những loài chim thú ở gần chỗ vua hỗ tương chiêm ngưỡng, khởi tâm từ bi, đều đến trước nhà vua cung kính lễ lại. Tất cả núi đồi và các cây cỏ đều quay về phía nhà vua kính lễ. Vũng ao suối giếng và biển hồ thảy đều tràn đầy chạy đến trước nhà vua. Lúc đó vua Đại Quang liền nhập định Bồ Tát đại từ làm đầu, cái định này thuận thế gian, thì trong ngoài thành Đại Quang đó đều phát sinh sáu thứ chấn động: động dũng khởi, chấn hống kích. Chấn động đó chẳng phải điểm hung tai nạn, mà là hiển bày sự cát tường của oai đức tam muội. Tất cả các đất báu, tường báu, nhà báu, điện báu, đền đài, lầu cát, thềm bậc cửa nẻo, tất cả đủ thứ hiện tượng như vậy đều vang ra diệu âm không thể nghĩ bàn, đều hướng về nhà vua Đại Quang khom mình cung kính. Hết thảy mọi người ở trong thành Diệu Quang đồng thời đều hoan hỉ vui mừng, họ đều hướng về nhà vua Đại Quang cúi mình đảnh lễ. Thôn xóm thành ấp, tất cả dân chúng đều đến gặp vua Đại Quang hoan hỉ kính lễ. Những loài chim thú ở gần chỗ vua Đại Quang, chúng đều hỗ tương chiêm ngưỡng, khởi tâm đại từ bi, đều đến trước nhà vua Đại Quang cung kính lễ lại. Tất cả núi cao đồng bằng và các cây cỏ đều quay về phía nhà vua Đại Quang kính lễ. Cây cỏ vô tình cũng được oai được vua Đại Quang làm cảm động, vũng ao suối giếng và biển hồ thảy đều tràn đầy chảy đến trước nhà vua Đại Quang. Sông núi đại địa, nhà cửa phòng ốc, tất cả y báo khí thế gian đều đang diễn nói diệu pháp. Có 10.000 long vương nổi mây đại hương, sấm chớp vang lên, mưa xuống trận mưa nhỏ. Có 10.000 thiên vương, đó là Đao Lợi thiên vương, Dạ Ma thiên vương, Đâu Xuất Đà thiên vương, Thiện Biến Hóa thiên vương, Tha Hóa Tự Tại thiên vương, vân vân. Các thiên vương đó làm thượng thủ, ở trong hư không tấu lên các kỹ nhạc, vô số thiên nữ ca ngâm khen ngợi, mưa xuống vô số hoa mây, vô số hương mây, vô số tràng hoa báu mây, vô số y báu mây, vô số lọng báu mây, vô số tràng báu mây, vô số phan báu mây, để trang nghiêm ở trong hư không cúng dường nhà vua Đại Quang. 10.000 long vương nổi mây đại hương như hư không, trong hư không sấm chớp vang lên, mưa xuống trận mưa nhỏ. Lại có 10.000 thiên vương, tức là Đao Lợi thiên vương, Dạ Ma thiên vương, Đâu Xuất Đà thiên vương, Thiện Biến Hóa thiên vương, Tha Hóa Tự Tại thiên vương, vân vân. Các thiên vương đó làm thượng thủ,
Ở trong hư không tấu lên các kỹ nhạc, có vô số thiên nữ ca ngâm khen ngợi, mua xuống vô số hoa mây, vô số hương mây, vô số tràng hoa báu mây, vô số y báu mây, vô số lọng báu mây, vô số tràng báu mây, vô số phan báu mây, để trang nghiêm ở trong hư không cúng dường nhà vua Đại Quang. Vua voi chúa lớn Y La Bà Na dùng sức tự tại ở trong hư không rải xuống vô số hoa sen báu lớn, thòng dù, vô số chuỗi báu, vô số giải lụa báu, vô số màn báu, vô số đồ trang nghiêm báu, vô số hoa báu, vô số hương báu, đủ thứ kỳ diệu dùng để nghiêm sức, vô số thể nữ khen ngợi đủ thứ. Vòi chúa lớn Y La Bà Na dùng sức tự tại ở trong hư không rải xuống vô số hoa sen báu lớn, thòng dù, vô số chuỗi báu, vô số giải lụa báu, vô số màn báu, vô số đồ trang nghiêm báu, vô số hoa báu, vô số hương báu, đủ thứ kỳ diệu dùng nghiêm sức để cúng dường vua Đại Quang. Lại có vô số thể nữ ca ngâm đủ thứ để khen ngợi vua Đại Quang. Trong cõi Diêm Phù Đà lại có vô lượng trăm ngàn vạn ức các La Sát Vương, các Dạ Xoa Vương, Kiêu Bản Trà Vương, Tỳ Xá Xà Vương, hoặc ở trong biển hoặc ở trên đất uống máu ăn thịt tàn hại chúng sinh, đều khởi tâm từ nguyện làm lợi ích, rõ biết đời sau không tạo các điều ác, cung kính chắp tay đảnh lễ vua Đại Quang. Như cõi Diêm Phù Đề, ngoài ra ba thiên hạ khác, cho đến 3.000 đại thiên thế giới, cho đến trong 10 phương trăm ngàn vạn ước Na Do Tha thế giới, hết thảy tất cả chúng sinh độc ác cũng đều như thế. Trong cõi Diêm Phù Đề lại có vô lượng trăm ngàn vạn ước các La Sát Vương, các Dạ Xoa Vương, Kiêu Bản Trà Vương, Tỳ Xá Xà Vương, hoặc ở trong biển hoặc ở trên đất, chúng vốn hay uống máu ăn thịt chúng sinh, tàn hại chúng sinh, đều khởi tâm từ bi, nguyện làm lợi ích chúng sinh, cải tà quy chánh, làm minh sư cho người tu hành đời sau, chỉ dẫn hậu học, từ đây chẳng còn tạo các nghiệp ác nữa. Họ cung kính chắp tay đảnh lễ vua Đại Quang. Như cõi Diêm Phù Đề, ngoài ra ba thiên hạ khác, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lư Châu, cho đến 3.000 đại thiên thế giới, cho đến trong 10 phương trăm ngàn vạn ước Na Do Tha thế giới, hết thảy tất cả chúng sinh độc ác cũng đều như thế. Vua Đại Quang dùng Bồ Tát Đại Từ làm đầu, tùy thuận tam muội thế gian để nhiếp hóa tất cả chúng sinh hữu tình và vô tình. Hữu tình bao quát nhân dân trong thành, chim thú, long vương, tượng vương cho đến tất cả thiên vương. Vô tình bao quát núi đồi cỏ cây, vũng ao suối giếng, biển hồ cho đến tất cả đồ trang nghiêm trong đạo tràng. Tình với vô tình đều được lợi ích, đó là đồng thể đại bi, vì vật với ta không hai. Bấy giờ vua Đại Quang từ tam muội dạy bảo thiện tài rằng: Thiện nam tử, ta chỉ biết Bồ Tát Đại Từ làm đầu này, môn tam muội tùy thuận thế gian, như các đại Bồ Tát, làm lọng cao vì tâm từ che khắp các chúng sinh, làm tu hành vì hạnh thượng trung hạ đều bình đẳng thực hành, làm đại địa vì hay dùng tâm từ nhậm trì tất cả các chúng sinh, làm trăng tròn vì phước đức quang minh hiện bình đẳng trong thế gian, làm mặt trời sáng vì dùng trí huệ quang minh chiếu sáng tất cả cảnh biết được, làm đèn sáng vì hay phá các đen tối trong tâm của tất cả chúng sinh, làm thủy thanh châu vì hay lắng trong dơ đục giả dối trong tâm của tất cả chúng sinh, làm châu như ý vì hay làm đầy đủ tâm nguyện vọng của tất cả chúng sinh, làm gió lớn vì mau khiến cho chúng sinh tu tập tam muội nhập vào thành lớn nhất thiết trí, mà ta làm sao biết được những hạnh đó, nói được công đức đó, làm sao xưng lượng được núi phước đức lớn đó, làm sao chiêm ngưỡng được công đức chúng sinh đó, làm sao quán xét được đại nguyện phong đơn đó, làm sao xu nhập được pháp môn thâm sâu đó, làm sao hiển bày được biển cả trang nghiêm đó, làm sao triển minh được hạnh môn phổ hiển đó, làm sao khai thị được hang tam muội đó, làm sao khen ngợi được mây đại từ bi đó. Lúc đó vua Đại Quang từ trong tam muội xuất định bảo thiện tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, ta chỉ biết Bồ Tát Đại Từ làm đầu này, môn tam muội tùy thuận thế gian, như các đại Bồ Tát các ngài, làm lọng cao vì tâm tử che khắp tất cả các chúng sinh, làm tu hành vì hạnh thượng trung hạ đều bình đẳng thực hành chẳng có tâm phân biệt, làm đại địa vì hay dùng tâm tử nhậm trì tất cả các chúng sinh, làm trăng tròn vì hay dùng phước đức quang minh thể hiện bình đẳng trong thế gian, làm mặt trời sáng vì hay dùng trí huệ quang minh chiếu sáng tất cả cảnh biết được, làm đèn sáng vì hay chiếu phá các đen tối trong tâm của tất cả chúng sinh, làm thủy thanh châu vì hay lắng trong dơ đục giả dối trong tâm của tất cả chúng sinh, làm châu như ý vì hay làm đầy đủ tâm nguyện vọng của tất cả chúng sinh, làm gió lớn vì mau chóng khiến chúng sinh tu tập tam muội nhập vào thành lớn nhất thiết trí,
Đủ thứ công đức như vậy mà ta làm sao biết được những hạnh đó của các ngài, nói được công đức đó của các ngài, làm sao xưng lượng được núi phước đức lớn đó của các ngài, làm sao chiêm ngưỡng được công đức chúng sinh đó của các ngài, làm sao quán sát được đại nguyện phong luân đó của các ngài, làm sao xu nhập được pháp môn thâm sâu đó của các ngài, làm sao hiển bày được biển cả trang nghiêm đó của các ngài, làm sao xiển minh được hạnh môn phổ hiển đó của các ngài, làm sao khai thị được hàng tam muội đó của các ngài, làm sao khen ngợi được mây đại từ bi đó của các ngài. Thiện nam tử ở hướng nam này có một vương đô tên là An Trụ, có vị yêu bà di tên là Bất Động. Người hãy đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vua Đại Quang, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà đi. Thiện nam tử, từ đây đi về hướng nam này có một vương đô tên là An Trụ. Ở đó có vị yêu bà di tên là Bất Động. Người hãy đến chỗ vị đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Lúc đó thiện tài đồng tử bèn đảnh lễ vua Đại Quang, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng từ tạ mà đi về hướng nam tìm cầu vị thiện tri thức khác.